Sáng ngày 13 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai tín dụng chính sách ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, theo Nghị định số 78 ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ. Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Tú, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Chính sách Xã hội, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiêm trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Ngày 4 tháng 10 năm 2002, Chính phủ ban hành Nghị định 78 cùng ngày. Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 131 về việc thành lập Ngân hàng Chính sách Xã hội trên cơ sở tổ chức lại ngân hàng phục vụ người nghèo nhằm tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại, thực hiện lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam nói chung, của ngành ngân hàng nói riêng. Chủ trương này cũng được Quốc hội khóa 10 quy định trong luật các tổ chức tín dụng, phát triển các ngân hàng chính sách hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm thực hiện chính sách kinh tế xã hội của nhà nước. Sau 20 năm, 15 chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn tỉnh đạt doanh số cho vay 8.020 tỷ đồng với gần 480.000 lượt hộ vay vốn. Tổng dư nợ đến ngày 31 tháng 7 năm 2022 đạt trên 3.218 tỷ đồng, tăng 31,8 lần so với ngày thành lập, với hơn 110.000 hộ đang còn dư nợ. Tín dụng ưu đãi đã giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu trong cuộc sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong đó, trên 53.000 lượt học sinh sinh viên được vay vốn, hơn 189.000 lượt khách hàng được vay vốn để xây dựng, sửa chữa, 350.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, trên 40.000 hộ nghèo cận nghèo được vay vốn sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội của tỉnh đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong đó, năm 2001, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 4,06%, đến nay chỉ còn 0,64%.